Hiện tại là 3 giờ chiều ngày 2 tháng 2 dương lịch năm 2019, cũng là ngày 28 tháng 12, sắp Tết Nguyên Đán. Thì là chúng tôi vừa bàn giao xong nhà cô chú Huệ Trường tại Điêu Lương, một bộ bàn ghế tần thủy hoàng gỗ gõ đỏ cột 12. Đây là trên màn hình quý vị. Đây thì tôi có quay lại một video là mà kỷ niệm với gia đình cô chú. Đấy, sắp sửa sang năm mới là cũng chúc gia đình nhiều sức khỏe. Đấy, để chuẩn bị đón xuân mới 2019 đây. Đây là bộ bàn ghế này, đây là chiếc đoạn dài. Đấy. Chất liệu là gỗ gõ đỏ, 100% gỗ gõ đỏ nhé. Đấy. Trên màn hình đây là chú chủ nhà đây. Đấy. Rồi, rất cảm ơn gia đình chú là đã ủng hộ sản phẩm của chúng tôi nhé. Mọi người ai có nhu cầu thì có thể liên đồ gỗ Tùng Tám, theo số điện thoại là 0987 51086 hoặc là truy cập website đồ gỗ Tùng Tám.com này. Rồi, hẹn gặp lại mọi người trong những clip khác nhé.